Mình gỡ hai con bay mất rồi đấy. Có cóc quá. Thì thấy ở đây gỡ không sợ nó chết không? Mày ăn cái quả to ở trong. Còn không vẫn mở đây có khóa đâu. mình nhìn thấy mắc thì mình sợ chết, thế là mình vào mình gỡ để mình đấy, gỡ xong thì cầm cái cổng thì bay đã mất. Mà cái khóa này nó cũng sâu nhỉ? Không. Cây này iPhone rồi. Đường nhưng mà nó không bay vào đấy. Thế là mình làm bay làm sống của anh hai con đấy. Không dính rồi, sáng mình đi qua thấy dính vào con đây cơ. Giờ không thấy dính rồi. Không. Không biết được. Yeah, sáng mắc ở chỗ kia kìa. Bây giờ mình gỡ. Giờ mình gỡ hộ. Mình gỡ ra để mình cầm vào cái túi kia của hắn thì để sợ nó chết không. Mình gỡ một con chỗ này gọi tuyết ơi, tuyết đéo già, thế là mình ra mình gỡ mình cầm lên ra. Bay mất. Cái gì? Ui trời đầy. Gì chứ cái cây lá lép thì thiếu gì. Cái đấy nó chỉ thơm một lúc xong là nó hết mùi, nó có thơm lâu thôi. Hả? Cây gì đây? Cây này giống cây kiwi. Cây quả lông lông ấy. Cây của bọn Mỹ ấy, nông nghiệp châu Âu ấy. Và ông thợ làm xong hết rồi. Đang ủ ít mồi để đi săn trôi mới chép ao đấy rồi. Biết thằng ao đấy vẫn còn chép to lắm. Thế làm gì được. Chơi lăng xê à? Ừ. Còn...